5.000 hả? Dạ dạ. À, 5.000 vậy hay mua 2 cây có bớt không anh? Dạ không chị ơi, 2 cây chị lấy 10.000, cây em lại đâu nhiêu nữa chị? Lấy giùm chú Nhi lên. Thôi. Lấy gì đâu, lấy thêm thằng giấy đi. Lấy. Trời ơi, tụi anh nghe lời đứa con nít. Con đâu rồi? Con. Nếu mà mình mua của ai đó thì mình phải trả đúng, nếu không thì sẽ là không công bằng.